Helsinki một buổi sáng đầy sương mọi người. Ở đây là cái quảng trường ở ngay sân ga, nhà ga thành nhà ga thủ đô luôn á. Bây giờ là 8 giờ 45 phút á. Và sương vẫn đang rất là dày đặc. Kiểu như cảm giác có mưa phun nhỏ nhỏ mọi người.